Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goleszczynowski. Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh. Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Australia. Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Australia đã 4 lần giúp Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan, hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, viện trợ một số trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia trong năm nay, trong đó có việc chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước trong thời gian tới. Đại sứ Andrew cảm ơn Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dành thời gian tiếp, khẳng định Australia coi Việt Nam là đối tác thân cận, mang tầm chiến lược và là người bạn tốt. Đại sứ cho biết Australia đã quyết định tăng 18% nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam trong năm tài chính 2022-2023 lên 92,8 triệu đô la Australia, với mong muốn có nhiều công trình hơn nữa được xây dựng tại Việt Nam. Trung Quốc chính thức đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày mai 15 tháng 3. Chưa kịp mừng với thông tin này, các hãng hàng không đã lo lắng sẽ bị mất slot lịch sử. Năm 2020, dù cố gắng hết sức để phục hồi hoạt động, nhưng các hãng hàng không vẫn gặp không ít khó khăn bởi thị trường quốc tế. Thị trường đem đến doanh thu chính vẫn chưa mở cửa hoàn toàn. Mãi đến tháng 10 năm 2022, một số nước mở cửa bình thường trở lại, dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch, tạo điều kiện cho hoạt động giao thương giữa Việt Nam với các nước phục hồi và thúc đẩy phát triển nền kinh tế sau đại dịch. Đến ngày 8 tháng 3 năm 2023 vừa qua, thị trường quốc tế lớn nhất là Trung Quốc thông báo đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Mặc dù các hãng hàng không đều đã chuẩn bị kế hoạch khai thác thị trường Trung Quốc, nhưng các hãng bay phải phụ thuộc vào tình hình thị trường, nguồn khách du lịch. Trong khi các công ty lữ hành cần ít nhất từ 2 đến 3 tháng để giải quyết các vấn đề về thị trường, sản phẩm, giá cả, triển khai bán. Chính vì vậy, các hãng hàng không dự kiến phải đến hết tháng 6 năm 2023 mới có thể khai thác các đường bay đi đến Trung Quốc. Trong khi đó, theo thông tư 29 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, các hãng hàng không phải sử dụng ít nhất 80% slot đã được xác nhận của mùa trước mới được xem xét cấp lại chuỗi slot cho lịch bay tương ứng của năm tiếp theo. Đây chính là điểm mà các hãng hàng không lo lắng bởi không thể đảm bảo được việc sử dụng đúng 80% slot khi không bay. Những vấn đề mà các hãng hàng không Việt Nam gặp phải thực tế đã được ngành hàng không nhiều nước giải quyết rất có tình, có lý, tạo điều kiện rất tốt cho các hãng hàng không trên thế giới phục hồi. Cụ thể tháng 10 năm 2022, nhằm giúp ngành hàng không ứng phó với tình hình hậu Covid-19 và cuộc chiến tại Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang. Ủy ban châu Âu đã quyết định áp dụng tỷ lệ sử dụng 75% slot cho lịch bay mùa đông 2022 và mùa hè 2023, thay vì mức 80% như quy định. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã 3 lần điều chỉnh tỷ lệ sử dụng slot, trong đó lần đầu tiên trong năm 2020 áp dụng ngừng hoàn toàn việc tính slot. Sau đó, tỷ lệ sử dụng đúng slot được nâng lên mức 50% cho lịch bay mùa hè và mùa đông năm 2021, rồi nâng lên tiếp 64% áp dụng cho mùa hè năm 2022. Tại Mỹ, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã phê duyệt đề án gia hạn việc miễn tính slot cho các đường bay tới Trung Quốc và Nhật Bản trong mùa hè năm 2023. Nhằm giúp các hãng bay khôi phục đường bay quốc tế mà không phải lo về việc sẽ mất slot trong năm sau. Với trường hợp Việt Nam, các hãng bay cho rằng Cục Hàng không Việt Nam cần trao đổi với nhà chức trách Trung Quốc để có cơ chế tính toán tỷ lệ sử dụng thấp hoặc không áp dụng tỷ lệ sử dụng khi tính slot lịch sử theo nguyên tắc có đi, có lại. Đồng thời, trong giai đoạn từ cuối tháng 3 năm 2023 cho đến khi có thể khôi phục được các đường bay đến Trung Quốc, dự kiến đầu tháng 6 năm 2023, các hãng hàng không được sử dụng linh hoạt slot của đường bay quốc tế cho các đường bay nội địa. Sau này, khi khai thác các đường bay Trung Quốc, các hãng được phép chuyển đổi slot đó cho các chuyến bay nội địa khác đi đến cảng hàng không, nơi xuất phát các chuyến bay đi Trung Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng và được ghi nhận slot lịch sử theo lịch bay để kể từ khi khai thác các đường bay Trung Quốc cho dù chưa đạt tỷ lệ sử dụng yêu cầu. Việc xem xét cho phép áp dụng ngay việc sử dụng slot linh hoạt và tỷ lệ sử dụng hợp lý ở mức thấp hơn sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không khai thác tốt hơn thị trường trong nước và quốc tế, trong đó có Trung Quốc, góp phần cho cả hàng không và du lịch phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng được quan tâm hàng đầu trong xây dựng chính sách và phát triển bảo hiểm y tế. Do đó, nhiều năm qua, hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nhất là những học sinh, sinh viên gia đình có điều kiện khó khăn về kinh tế, mang bệnh nặng và tai nạn bất ngờ. Bảo hiểm y tế đã trở thành cứu cánh không chỉ cho gia đình mà còn giúp các em được đảm bảo quyền lợi thăm khám và điều trị dài ngày. Các bệnh nhi ung thư hoặc mắc các bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 đều đang trong độ tuổi học sinh sinh viên. Các em đều vì bệnh nặng, phải điều trị lâu dài và tốn kém nhiều chi phí. Điều đáng mừng là phần lớn các bệnh nhi đều có bảo hiểm y tế và như vậy đó là cứu cánh cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bảo hiểm thì đã hỗ trợ cho được 80% rồi, là 20% thì em đóng là cũng là gần 40 triệu một khoa. Nếu mà không có bảo hiểm thì chắc hai chồng em cũng không biết lấy đâu ra mà tiền. Bảo hiểm là trừ 80% rồi ạ, mà còn gia đình đóng khoảng hơn 30 triệu. Đó. Nếu mà thực sự mà không có cái bảo hiểm này thì phải nói là rất khó khăn cho tất cả gia đình tôi và những bệnh nhân khác. Dù vậy, vẫn còn nhiều trường hợp chủ quan, xem nhẹ việc tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, trong năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên đối với từng trường học và đưa vào tiêu chí thi đua và các biện pháp bắt buộc đang được áp dụng. Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đang phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn, tăng cường các buổi truyền thông đến từng cơ sở bằng nhiều hình thức. Bảo hiểm y tế, nhà trường cũng đã được chú trọng ngay từ đầu năm khi mà học sinh, sinh viên mới nhập trường. Thì ngay trong cái thông báo mà nhập học của nhà trường, thì nhà trường cũng đã quán triệt cái việc này và cũng đã đưa vào cái chương trình trong cái việc thu các cái loại phí. Tính đến hết tháng 2 năm 2023, số lượng học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 98% tại các cơ sở giáo dục. Các trường công lập có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế rất cao. Tuy nhiên, các trường ngoài công lập và trường trung cấp nghề thì khối lượng sinh viên tham gia bảo hiểm y tế có tỷ lệ tương đối thấp. Ngành bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu là 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó mà đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục để các em và phụ huynh hiểu được những lợi ích và giá trị nhân văn mà chính sách bảo hiểm y tế mang lại. Chúng tôi cũng cử một đại bộ phận anh em của cái phòng thu và phòng tuyên truyền thường xuyên liên hệ với các trường đã làm cái công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như là tờ rơi, rồi lại hỗ trợ bằng cái hình thức như là hình ảnh hoặc là những cái phim sitcom. Phía bảo hiểm xã hội chúng tôi thường xuyên là rà soát các cái trường hợp các em mà đến thẻ đã đến hạn rồi á, thì nhắc nhở đến nộp, cũng như là hỗ trợ với các trường để tháo gỡ một số cái vướng mắc về thủ tục hành chính cho nó kịp thời. Trong những năm qua, việc triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều kết quả tích cực. Học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không chỉ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may ốm đau bệnh tật, đồng thời cũng giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, hội nghị chuyên đề Nhật Bản-Singapore lần thứ 16 do Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản và Viện Quan hệ Quốc tế Singapore đồng tổ chức đã diễn ra tại Singapore với sự tham dự của hai diễn giả chính là hai quốc vụ khanh của Bộ Ngoại giao Singapore và quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản cùng nhiều chuyên gia hàng đầu của hai nước. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Singapore. Dưới sự chủ trì của giáo sư Tomiko và các diễn giả, hai nước cũng đã tập trung thảo luận về chủ đề Nhật Bản và Singapore, liệu chúng ta có thể vượt qua những thách thức của một thế giới nguy hiểm. Phát biểu tại hội nghị, quốc vụ khanh của Bộ Ngoại giao Singapore, bà Siman, đề cập rằng sau 19 năm trôi qua, đã đến lúc Singapore và Nhật Bản xem xét, cập nhật và nâng cấp Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản-Singapore để bắt kịp với sự thay đổi của cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự phục vụ mục tiêu chung. Về phía Nhật Bản, quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shunsuke Takei khẳng định sẽ hợp tác với Singapore để giải quyết các vấn đề chung và toàn cầu như năng lượng và biến đổi khí hậu, cùng những thách thức khác mà khu vực và cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Năm nay đánh dấu 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản, Hội nghị chuyên đề Nhật Bản-Singapore lần thứ 16 đã kết luận rằng Nhật Bản-Singapore có mối quan hệ mạnh mẽ, sự hợp tác của hai bên có thể được tăng cường hơn thông qua việc làm mới và nâng cấp Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản-Singapore.
làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản và hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, cũng như cam kết duy trì một trật tự khu vực và quốc tế cởi mở và bao trùm. Hôm nay, giới chức quân đội Philippines cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung Balikata lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 4 tới. Theo đó, cuộc tập trận chung Balikatan sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 28 tháng 4 tới với sự tham gia của khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ và 5.600 binh sĩ Philippines. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, lực lượng hai nước sẽ tiến hành các nội dung phòng thủ trên không và từ bờ biển, trong đó lần đầu tiên sẽ tiến hành bắn đạn thật ra biển. Ngoài ra, sẽ có khoảng 110 binh sĩ Australia tham gia cuộc tập trận với vai trò hạn chế và chủ yếu tham gia các hoạt động trên bộ. Đây sẽ là cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ năm 2015, khi đó có quy mô 11.000 binh sĩ. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, Philippines và Mỹ cũng đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 3 tuần có tên Salaknip với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ Philippines và Mỹ. Hai bên thực hiện nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật bằng vũ khí cỡ nhỏ, pháo binh và súng cối. Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines được tiến hành sau khi chính phủ Philippines chấp thuận cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường EDCA giữa quân đội hai nước. Chỉ trong vòng 3 ngày, hai ông lớn trong ngân hàng Mỹ là Silicon Valley Bank SVB và Signature Bank SB lần lượt sụp đổ và tuyên bố ngừng hoạt động. Đặc biệt, việc một đế chế như SVB phá sản đang phủ bóng mây u ám lên thị trường tài chính của nền kinh tế số 1 thế giới. Vậy các chuyên gia kinh tế nhận định về sự kiện này như thế nào, cũng như có những dự báo gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Là hai điểm tựa tài chính vững chắc của Mỹ, việc SVB và SB rủ nhau phá sản chỉ trong vỏn vẹn vài ngày đang gây ra một cơn địa chấn đối với thị trường tài chính ngân hàng nước này. Sự sụp đổ bất ngờ đã gây tâm lý lo ngại về một cuộc đại khủng hoảng ngân hàng. Ông Faribault Mosherian, một chuyên gia kinh tế và là giám đốc Viện Tài chính Toàn cầu, cho rằng dù còn quá sớm để nhận định Mỹ sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân hàng tồi tệ, song không thể loại trừ kịch bản này. Không chỉ ngành ngân hàng và tài chính Mỹ rung chuyển bởi sự sụp đổ của SVB, thị trường tài chính thế giới từ châu Âu cho tới châu Á cũng đang chao đảo khi các phiên giao dịch chứng kiến gam màu đỏ chủ đạo. Chuyên gia Diane Swong, kinh tế gia trưởng tại CME Group, cho rằng cú sốc SVB sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải tính tới việc giảm tốc lộ trình tăng lãi suất và nhiều khả năng ngân hàng này sẽ giữ ổn định biên độ từ 4,5% đến 4,75% hiện nay tại cuộc họp tuần tới. Các ngân hàng trung ương trên thế giới có lẽ cũng cần tính lại chủ trương vốn được thực hiện giống Fed trong mấy năm qua, đó là tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý ngân hàng để ứng phó với những tác động liên quan vụ SVB phá sản. Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ FDIC cũng đang tìm kiếm một ngân hàng khác có thể sáp nhập với SVB nhằm cứu vãn tình hình. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn an toàn và Nhà Trắng chưa cần tung ra một gói cứu trợ vào thời điểm này. Các chuyên gia nhận định, bi kịch của SVB và SB có thể không kéo nền kinh tế Mỹ vào vòng xoáy suy thoái mới. Tuy nhiên, đây có lẽ là bài học đắt giá cho các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ. Chính phủ Italy đang đau đầu trước nạn người di cư đến nước này bất hợp pháp thông qua các tuyến đường biển trên Địa Trung Hải. Số liệu chính thức của Bộ Nội vụ Italy cho thấy số người di cư bất hợp pháp đến nước này bằng đường biển kể từ đầu năm đến nay đã tăng đột biến hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, số người di cư bất hợp pháp qua các tuyến đường di cư Địa Trung Hải đến Italy đến nay đã lên tới hơn 20.000 người. Trong đó, chỉ tính riêng từ ngày 9 đến 11 tháng 3 đã có hơn 4.500 người. Do sự gia tăng lượng người di cư đột biến, chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni đã tiến hành họp để đánh giá tình hình. Tại cuộc họp, các quan chức Italy đã thảo luận về việc sử dụng các công cụ công nghệ thích hợp của Hải quân Italy để phát hiện thuyền chở người di cư bất thường ở các khu vực bên ngoài lãnh hải và tăng cường sự phối hợp giám sát trên biển. Trước đó, chính phủ Italy cũng đã tuyên bố sẽ tăng nặng hình phạt đối với các băng nhóm buôn bán người di cư, đồng thời cam kết thiết lập một số kênh di cư hợp pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto ngày 13 tháng 3 cũng đã đặc biệt nhấn mạnh tới sự gia tăng theo cấp số nhân về số lượng người di cư qua Địa Trung Hải. Ông kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu EU hỗ trợ Italy đối phó với dòng người di cư mới từ khu vực Bắc Phi